xong nha. Đây mình làm tặng bố, cái này là của mấy học sinh tặng cho các thầy cô giáo trường Sóc Sơn nè. Nhân cái gì kỷ niệm gì 16 năm gì xa rồi mấy trường thân luôn gì đó. Thì cái này mà mình làm cái làm quà tặng thì nó cực chắc rồi, nó mộc mạc nữa tại vì nó bằng gỗ. Thì mình xin giới thiệu sơ qua về cái đồng hồ này ha. Cái này là làm bằng cái miếng dán ép là nó dày 4 ly. Nó hoàn toàn là mình tất cả các cái đường cắt này nè, nó sắc lẹm luôn. Mình có thấy rõ không chứ, thực sự là cái này là tất cả các cái đường cắt và chữ hoa văn hoặc là cái thứ gì kể cả mica này kia là cắt bằng cái máy laser hết. Thì cái độ chính xác nó cao, nó cái sản phẩm nó ra nó hoàn thiện, cái độ hoàn thiện nó hoàn hảo, nó đẹp hơn. Cái này nó rất là ok rồi, nó không có sai một ly. Cái này đợt này là mình có chế một cái bát như thế này để mà mình luồn cái dây treo, ở đây có cái lỗ để mà luồn cái dây treo cho nó sản phẩm mình nó sắc sảo tinh tế chút. Mình làm vậy mình thấy nó treo trên tường nó rất là sang ha. Cái bát này nè mình cắt bằng cái bát này mình cũng cắt bằng cái máy laser luôn, tại vì nó nếu mà cắt bằng máy laser là nó mới có cái độ chính xác nó tuyệt đối vậy, mình gáp vô là nó vừa hết luôn đó. Còn mấy cái chữ mica này kia đó thì nó khỏi phải nói, là nó mình cũng cắt bằng laser luôn. Cái này mình người lái đồ thì mình thiết kế thấy nó cũng cô đơn, nó hiu quạnh, thấy nó nhiều cái kỷ niệm quá ha. Một cái buổi chiều này, cái này nè trên sông này, mình ngẫu hứng mình thiết kế cho bạn mình thôi. Cái này bạn mình đặt để mà mình để mà bạn mình tặng cho thầy cô giáo trong trường á. Rồi nếu mà bạn nào mà cần những cái món quà độc lạ thiết kế theo yêu cầu của người kia thì hãy cứ liên hệ với quý thầy, quý sẽ làm cho một cái mẫu mà ok nhất. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình ha. Yeah.